cà bắp này với trái bắp non này đem về nấu với đường phèn. Má dứa ngoài khó thì má dứa vô luôn hả? Má dứa vô thơm lắm hả? Vậy là nấu chung với đường phèn lá dứa ha, rất là thơm. Liệu này hôm nay mình sẽ dùng là lá dứa thì đã bao lúc nãy mình cắt mình bó rửa sạch và bó nè, và cái rau bắp này mình cũng đã rửa sạch rồi ha. Thì là Thu hoạch bắp ở nhà cho nên mình sẽ dùng thêm vài trái bắp non này để nấu nước cho nó ngọt. Thì phần đường á, thì mình sẽ dùng là đường phèn, thì các bạn có thể dùng nhiều hơn cũng được, mình chỉ thích để cho nó có một cái hơi cái vị ngọt thôi để uống cho nó mát. Thì bạn nào thích ngọt thì có thể cho thêm đường nha. Thì mình sẽ cho tất cả cái nguyên liệu này vào trong một cái ấm. Mình sẽ nấu đến 45 phút. Và nếu như muốn ngon nữa thì mình sẽ nấu thêm, lấy dùng cái nước này và nấu thêm rau câu để bào cái sợi nhỏ, uống như là trà xăm bí đao á, rất là ngon và các bé nhà mình cũng rất là thích luôn. Rồi mình sẽ nấu 45 phút nha. Giờ thì mình sẽ dùng thêm cái bột rau câu dẻo. Các bạn có thể dùng rau câu gì thì thích nha. Ở đây mình dùng cái rau câu dừa nè, mà hôm nay mình sẽ không nấu nước dừa mà mình nấu với nước rau bắp. Bạn nào thích ăn ngọt có thể cho thêm nhiều đường. Vì mình không thích dùng ngọt nhiều lắm thì mình chỉ cho một ít đường để trộn cái bột rau câu này cho nó dễ thôi. Đổ hết rau câu vào đây trộn thì nấu nó không có bị quán cục nha. Câu cho đây mình chỉ đổ có nửa lít nước thôi để cho nó đậm đặc nha. Rồi bây giờ mình sẽ chờ cho nó đặc lại và cho vào trong cái ngăn mát tủ lạnh dùng với cái nước này. Này sau khi mình nấu xong thì các bạn có thể để nguội để vào trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần, không cần phải tốn công để nấu ha. Thì cái rau câu này các bạn có thể sắc tùy thích, ở đây mình đã sắc vuông nè, các bạn có thể sắc dài tùy thích nha, cho nó ngon thêm cho các bé dễ uống thôi. Đây là cái ly rau câu mình cắt ra. Và trong đây cũng có nước bắp rất là thơm, đặc
biệt thơm cái mùi lá dứa lắm. Mà mình đắp vuông á, mình thấy nó đẹp hơn là thắt sợi, giống như là trà xăm bí đao vậy đó. Mình sẽ dùng thêm vài viên đá để cho nó lành lạnh ha. Giờ thì mình có thể uống nước nè và thưởng thức thêm những cái viên rau câu rất là ngon và đặc biệt thơm và trị được rất là nhiều bệnh nữa. Hôm nay mình sẽ nấu rau bắp với đường phèn và lá dứa, đặc biệt trị rất là nhiều bệnh và tốt cho sức khỏe, có thể chống lão hóa nè. Rau bắp còn được gọi là rau ngô, rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trị sỏi đường nè và xuất huyết nè và viêm thận, đặc biệt tiêu giảm được bệnh tiểu đường á, rất là tốt. Bạn có thể dùng rau bắp nấu với đường phèn uống mỗi ngày, có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh và sử dụng lâu dài. Thường thì mình trị bằng nguyên liệu thiên nhiên thì dĩ nhiên là phải có thời gian nè, lâu dài chứ không phải một ngày một bữa nha. Và công dụng này thì nó có rất là nhiều vitamin và trị rất nhiều bệnh, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ha. Hôm nay mình sẽ nấu rau bắp để cho các bạn thưởng thức và tắt tốt cho sức khỏe nha. Và cái phần đầu tiên mình thấy là chống lão hóa là mình chịu rồi, và cách nấu này cũng rất là đơn giản. Có thể thêm một ít cái rau câu của nước rau bắp này để cho các bé rất là yêu thích và dễ dàng thưởng thức hơn, thì mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Đường phèn rất là thơm và đặc biệt thêm cái mùi lá dứa nữa. Rồi giờ thì mình luôn chúc cho các bạn thành công nhé, xem những video vui vẻ, có những phút thư giãn thật thoải mái và tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã bỏ ít thời gian ghé kênh ủng hộ cho Hiếu Quỳnh nha.